Các anh chị, tôi là Hoàng Linh, Netflix Facebook và Eagle Trịnh, là admin của group Amazon Việt Nam. Tiếp tục chuỗi series hướng dẫn cách thức bán hàng trên Amazon cho người mới bắt đầu từ A đến Z. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức chạy PPC đỉnh cao phần 2 của module 9. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách setup các cái campaign PPC ad cho Amazon. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây là các cái cam thì chúng ta setup trên Amazon, nó bao gồm có là sponsor product, sponsor brand và sponsor display. Khi chúng ta setup một cái AutoCam thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái seller account, chúng ta vào phần advertising. Sau đó chúng ta chọn cái campaign manager. Chúng ta nhấp vào cái nút create campaign. Và chúng ta sẽ chọn cái phần sponsor product là cái này. Nhấp vào cái nút continue của cái sponsor product ở chỗ này. Thì nó sẽ hiện ra cái khung như thế này. Chỗ này chúng ta sẽ điền cái tên campaign name. Ở chỗ này chúng ta sẽ tạo cái portfolio ở đây và chúng ta nhấp vào, chúng ta chọn cái portfolio. Khi mà tạo cái portfolio nó sẽ giúp chúng ta dễ quản lý. Ví dụ chúng ta có 1-2 sản phẩm thì nó sẽ không là vấn đề, nhưng mà sau này chúng ta có vài chục cái SKU, vài chục cái SIN thì chỗ này nó sẽ rất là phức tạp, nên chúng ta phải có portfolio. Ví dụ như chúng ta chạy một cái là visa Turning Bell, sau đó chúng ta làm cái pizza cutter, sau đó chúng ta làm thêm cái pizza oven, nó rất nhiều, mà nếu chúng ta không quản lý được thì sau này nó sẽ rất phức tạp. Chúng ta có cái portfolio này thì sau này các cái cam mà nó chạy á thì chúng ta sẽ chọn để chúng ta có thể từ một cái portfolio này chúng ta sẽ tổng hết được tất cả những doanh thu rồi chi phí của một cái cam đó. Ở đây start day, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Thì ngày bắt đầu thì chúng ta sẽ setup ngay lúc cái thời điểm, chúng ta chọn ngay cái khung thời điểm mà cái giờ chúng ta setup. Thì cái video này tôi quay vào lúc 30 tháng 7 thì chúng ta có thể chọn ngay chỗ này. Và cái end day thì thường là chúng ta cứ để là no end day như thế này. Tại vì cam sau này chúng ta muốn tắt nào cũng được hết, chúng ta chỉ cần nắp nút tắt là được rồi. Daily budget thì như lúc nãy tôi có phân tích là bây giờ để budget một ngày là bao nhiêu, thì chúng ta phải tính toán chúng ta chạy bao nhiêu cam và target như thế nào thì chúng ta để daily budget ở đây tôi tạm để là $20. Và khi mà chúng ta chạy auto cam, chúng ta sẽ chạy chỗ này là chúng ta sẽ chọn cái auto targeting. Tiếp tục xuống, kéo xuống phần bên dưới thì ở cái chỗ mà campaign bidding strategy thì chúng ta sẽ chọn cái down only. Thì ở chỗ này nó có ba cái, một cái là fix bid, cái này có nghĩa là nó phải fix một cái giá bid thôi. Thì cái này nó sẽ có những cái thời điểm mà nếu mà chúng ta chọn fix bid này thì dù có những cái thời điểm mà nó thấp điểm trong ngày và giá bid nó giảm xuống, mà nếu chúng ta chọn fix bid này thì chúng ta sẽ không tối ưu được cái giá hơn là cái down only. Còn cái mà dynamic bid up and down này thì có những thời điểm mà giá bid nó tăng lên rất là cao, mà nếu chúng ta chọn cái này thì nó sẽ cắn cái tiền chúng ta rất là nhiều, tại vì nó có thể maximum lên tới 100% được, nên cái này nó sẽ rất là rủi ro, nên cái phương án tốt nhất thì mình nên chọn cái down only thôi. Ở chỗ này cái adjust bid alignment có nghĩa là ở chỗ này nó sẽ cho mình đánh vào những cái thông số để chúng ta xuất hiện. Nếu mà chúng ta muốn xuất hiện ở cái first page thì chúng ta sẽ gõ vào đây, và chỗ này nó cho mình lên tới 900%. Ví dụ bây giờ cái giá bid chúng ta đang bid là $1, mà nếu chúng ta nhấp ở đây 900% thì có nghĩa giá bid chúng ta bid lên tới $9. Hoặc ví dụ chúng ta nhấp lên là 100% thì giá bid chúng ta nó thể tăng lên $2. Thì tùy cái tỷ lệ phần trăm này thì nó sẽ tăng lên và nó sẽ tăng cái độ hiển thị của chúng ta ở cái first page, cái top option đó.
là cái những video đầu tiên của Sở đọc. Còn ở đây á, ở dưới cái ô này thì là ưu tiên để hiển thị trong cái trang mà product của đối thủ. Thì chỗ này cũng vậy, nó cũng cho chúng ta là maximum lên là 900%. Do đó các anh chị có thể chọn ở đây, thường ở đây chúng ta để 30% thôi, chúng ta để cao quá là nó mất kiểm soát á. Ví dụ trừ trường hợp mà chúng ta có chiến lược mà chúng ta chạy ở đây một cái ca mà 900%, có nghĩa là chúng ta chỉ target vào vào cái những từ khóa mà top option và chúng ta lúc đó chúng ta sẽ chạy cho chúng ta để giá bid rất là thấp, có thể là 0.10 mấy cent hay là 0.2 cent, thì chúng ta chạy kiểu như vậy thì ta đánh lên số 900%. Chứ nếu mà giá một giá bid mà một đô mà chúng ta bid lên 900% thì thôi rồi, cắn tiền chúng ta là té tua luôn. Sau đó chúng ta kéo xuống cái phần bên dưới nữa, thì ở đây nó có ad group này, thì chỗ này chúng ta sẽ đặt tên, đặt tên làm sao cho nó dễ nhớ, làm sao cho nó có tính khoa học tí xíu. Đến chỗ này á thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ nhập cái sản phẩm của chúng ta vào. Thì ở chỗ này khi mà chúng ta vào đây thì cho nên nó sẽ hiển thị các cái link tin của chúng ta ở đây, và chúng ta cứ nhấp vào, lúc này chúng nhấp vào đây, add vào thì nó sẽ add vào bên này cái sản phẩm chúng ta muốn chạy. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục qua cái ở đây, thì chúng ta có thể là để cái giá default bid ở đây, chúng ta có thể để cái giá thí dụ như 0.15 đi, hay là 1 đô ở đây. Nhưng sau đó thì khi mà nhưng mà chúng ta muốn chạy là ở đây này, các anh chị nhìn thấy nè, nó cái suggest bid đây. Nếu mà chúng ta để cho chúng ta chạy cho nó, khi mà những cái cam đầu tiên chúng ta chạy mà để cho nó tăng cái hiển thị, thì thông thường chúng ta lấy cái giá trung bình này, chúng ta cái giá trung bình này, ở đây chúng ta thấy là cái thấp nhất là 141 đô và cao nhất là 311 đô, thì đây chúng ta lấy cái giá trung bình 1.96 này, chúng ta có thể tăng lên 20 hoặc là 30% so với cái giá này. Thì có nghĩa là ví dụ 20% là 1.96 tăng 20% nó là tăng lên là 0.4, có nghĩa là lên 2.4, hoặc là nếu mà chúng ta tăng 30% thì nó lên đó là 2.6, chúng ta điền cái này 2.6, và sau đó chúng ta nhấp vào chỗ này, chúng ta launch cam, và có nghĩa chúng ta hoàn tất một cái cam auto. Và ở dưới đây thì chúng ta nhập cái negative keyword. Cái negative keyword nó rất quan trọng, chúng ta cũng nên lọc ra một cái danh sách những cái negative keyword, và tôi sẽ có những cái phần hướng dẫn phía sau về cách làm sao để có cái danh sách negative keyword. Tuy nhiên ở đây các anh chị có thể lưu ý là ví dụ chúng ta có thể là negative những cái ví dụ như sản phẩm thức ăn nó bán cho mình bán là dog food, thì chúng ta có thể negative những cái keyword khác, giống như là chúng ta negative là chúng ta biết chắc là bán cho chó thôi, thì nó sẽ không, chúng ta sẽ negative là bán cho mèo, hay bán cho thỏ, hay bán cho bò, cho trâu, thậm chí cho người. Và cái nữa là chúng ta khi mà những cái sản phẩm nó có những cái thương hiệu của đối thủ cạnh tranh á, đối thủ cạnh tranh lớn đó, khách mà nó tìm những cái brand của đối thủ cạnh tranh thì chắc chắn là họ sẽ không có muốn tìm cái sản phẩm của mình, và cái sản phẩm của mình hiện lên thì họ cũng sẽ không quan tâm. Nên chúng ta cũng nên negative những cái thương hiệu lớn trong cái ngách hàng của chúng ta, đó là cũng là một cách. Và khi chúng ta negative như vậy thì chúng ta negative là chúng ta negative file, có nghĩa là chúng ta khi mà negative những cái mà tổng như vậy chúng ta negative file, còn như chúng ta negative exact là chúng ta phải biết chắc cái từ khóa nào chúng ta cần negative thì chúng ta negative exact, còn không là chúng ta sẽ negative file. Ở cái negative thì các anh chị hết sức lưu ý là nếu mà ví dụ như mà chúng ta negative một cái từ khóa, chúng ta đang chạy 2k, một cái cam là số ít, ví dụ như cái chữ là một cái chữ là pizza pail mà nó có s, tức là một cái pizza pail mà nó không có s, có nghĩa là mỗi cái là chúng ta chạy một cam khác nhau. Tuy nhiên khi mà chúng ta negative một cái cam, ví dụ chúng ta cảm thấy là một cái cam mà bisabel mà nó có s á, nó số nhiều á, mà chạy không hiệu quả, negative nó thì
thì tự động cái cam mà BCPL mà số ít nó cũng bị negative luôn. Nên anh chị hết sức lưu ý khi mà chúng ta negative giữa số ít và số nhiều. Rồi, vậy là ta đã tắt xong một cái AutoCam. Ở đây chúng ta qua một cái manual cam. Thì cái manual cam thì nó cũng tương tự giống như cách setup của cái AutoCam, có nghĩa là chúng ta cũng đi vào từng bước đi vào, ta chọn cái đi vào giống như là ở chỗ phần này, phần đầu tiên. Chúng ta cũng đi vào là chọn advertising nè, campaign manager nè, create campaign nè, là chọn sponsor product. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo xuống ở phần dưới, kéo xuống phần campaign name ở chỗ này nè, chỗ targeting nè. Thay vì chúng ta chọn automatic cái autocam thì ở dưới đây chúng ta sẽ chọn manual target, chọn ở chỗ này. Và khi mà chúng ta chọn ở dưới đây, chúng ta dưới đây chỗ này chúng ta sẽ nhập cái list keyword vào đây, và ở đây chúng ta sẽ chọn nếu mà chúng ta chạy cam là exact chúng ta sẽ nhập asset, chạy file thì chúng ta tích vào file, chạy plot là chúng ta tích vào plot. Lưu ý là chúng ta không nên tích một lần một cái cam mà cả exact, cả file, cả plot. Ở đây chúng ta nên tạo những cái group riêng, ví dụ một cái group là chạy cho exact, một cái chạy cho file và một cái chạy cho plot. Như vậy chúng ta sẽ dễ, chúng ta nó sẽ dễ trong quá trình quản lý. Nếu mà chạy mà nó nhiều, nó rối như thế này thì Amazon nó sẽ khó target, nó sẽ bị complete ở đây, nó sẽ khó hiểu trong cái chỗ này, nên chúng ta sẽ tách riêng ra từng cái chúng ta chạy. Và sau khi mà chúng ta nhập ở đây vào, chúng ta sẽ nhập vào cái add keyword ở chỗ này, sau đó thì nó sẽ chạy qua đây và ở đây chúng ta sẽ chỉnh giá bid ở chỗ này, sau đó thì chúng ta sẽ nhập vào cái nút launch campaign này để hoàn tất một cái manual cam của chúng ta. Tiếp tục qua cái phần tiếp theo, là chúng ta sẽ chạy cái product display ad, có nghĩa là chạy media. Thì cách đi vào set cam nó cũng như vậy. Đầu tiên chúng ta phải vào cái advertising, cái mục advertising ở trong cái Seller Central. Sau đó chúng ta chọn campaign manager, chúng ta nhấp vào cái nút create campaign, và chúng ta sẽ chọn cái sponsor rich display. Rồi ở đây nó, sau đó chúng ta sẽ vào một cái cam, một cái điểm khác nhau. Ở đây là khi chúng ta vào đó, chúng ta ngay chỗ này chúng ta sẽ chọn chỗ phần targeting này, khác nhau phần targeting này sẽ chọn cái product targeting. Và ở dưới đây, dưới phần bidding này chúng ta sẽ chọn là một, có hai lựa chọn. Một là chúng ta chọn optimize for pay visit, và cái thứ hai chúng ta chọn optimize for conversion. Thì chúng ta, các anh chị có thể là test, chúng ta có thể test, ta chọn một cam chạy bằng cái này và một cam chạy bằng cái này, đó, không sao cả. Chỗ này thì chúng ta sẽ nhập vào cái list async của đối thủ, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái hello button add-on, sau đó chúng ta sẽ lọc ra, chúng ta sẽ search ra các cái async của đối thủ cạnh tranh bằng cái từ khóa chính của mình, sau đó chúng ta lọc ra một cái danh sách các cái async. Thì cái này cụ thể, phần cụ thể tôi sẽ hướng dẫn sau. Ở trong đây là có nghĩa là chúng ta sẽ có cái danh sách của các async của đối thủ dựa trên các tiêu chí. Thứ nhất là cái giá của đối thủ phải cao hơn mình. Cái thứ hai là review của đối thủ nó phải ít hơn mình. Cái thứ ba là cái review rate nó thấp hơn mình. Cái thứ tư là tính năng sản phẩm của mình vượt trội hơn, có nghĩa là một trong bốn yếu tố, hoặc là hai trong bốn yếu tố, hoặc ba trong bốn yếu tố, hoặc là có bốn cái yếu tố thì càng tốt. Có nghĩa là khi chúng ta target vào một đối thủ, chúng ta chạy cái này là chúng ta target vào cái listing của đối thủ để chúng ta cướp khách của nó. Và để chúng ta cướp được khách của nó thì chúng ta phải hơn đối thủ cái gì thì ta mới cướp. Còn nếu chúng ta cạnh tranh với nhau mà chúng ta mà thua đối thủ thì chúng ta lấy gì mà chúng ta cướp khách của họ được. Thế đó, khi chúng ta chọn phải lưu ý, chúng ta phải xác định là mình phải có lợi thế cạnh tranh hơn
đối thủ đó thì chúng ta mới tăng cách còn không thì tiền chúng ta đem vào đổ xăng đổ biển rồi, và tiền chúng ta để cho sếp đổ xăng lên, bay lên, đổ nhiên liệu bay lên trên, bay ra ngoài vũ trụ. Cái tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách setup một cam product retargeting hay gọi là remarketing. Thì cách nó vào nó cũng giống như cái PDA, có nghĩa là chúng ta sẽ vào advertising, campaign manager nè, recampaign, và vào cái bonsor display nha. Lưu ý là chọn cái bonsor display. Cái điểm khác nhau là ngay cái chỗ mà targeting á thì chúng ta sẽ chọn audience. Thì phần audience ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nè, nó sẽ target vô cả khách hàng ở trên Amazon và bên ngoài Amazon luôn. Và ở dưới cái bidding này, kiểu optimization này, chúng ta có thể chọn là một trong hai mục là theo cái for by visit hoặc là for conversion rate. For conversion ở chỗ này thì audience này, các anh chị nhìn thấy là nó có cái reach audience based on product detail by view or you auto review audience segment, và cái này là view remarketing. Mà bên đây nó hiển thị là, có nghĩa là nó sẽ cho mình giá bid đối với những cái là similar to advertise product. Nó look back 30 ngày. Và cái nó dưới đây nó cũng look back là 30 ngày. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái giá bid phù hợp. Và chúng ta sẽ click vào launch campaign để hoàn tất cái setup, cái product targeting. Phần trình bày của tôi về các cái hình thức chạy quảng cáo theo cái AutoCam, ManualCam, Product Display Ad and Product Targeting đến đây là hết. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những phần tiếp theo. Xin cảm ơn.